mọi người, Lương Duy đây. Thì hôm nay tôi sẽ chơi trò chơi có tên gọi là FaceStand. Thì trò này mình nghĩ là nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà các bạn cũng biết là tôi sẽ thực trạng lạc hậu á, giờ mình chưa chơi nữa. Thì hôm nay tôi sẽ chơi thử xem sao. Nghe đồn là cái này người Việt Nam phát triển đúng không? Thì phải chơi thử ủng hộ hàng Việt. Và bây giờ nó bắt đầu chơi nha. Đây thì các bạn có thể chọn nhạc đây. My left stroke just went. Không ai nào biết hết trơn. Tôi chơi lại nha. Trò này đi thì riêng cái trò này các bạn phải có mạng mới chơi được. Và đây quá chậm. Không rồi hả? Bài cũng ngắn quá ha. 295 điểm. Không sale đâu. Thử thách nào hơn 500 điểm. Này đi. Tỷ view. Chơi bài tỷ view xem. Ten. Kỳ lạ là cái tay rất là hợp với mình. Ủa cái dòng này chơi sao? Ra nữa. No humble. My left. Ready? My left stroke just went viral. Right stroke put lil baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. All up, bitch, sit down. All up, be humble. All up, bitch, sit down. Be humble. 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 Sit down. Be humble. Yeah, hơn 500 điểm. À, tôi đi hiểu rồi, tức là khi mặc dù cái đầu nó có đổi chiều thì cũng không được đổi theo, cứ làm theo cái gương mặt thôi. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, I know. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch, sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Ý là vậy hả đúng không? Không có mở miệng đúng không? Mua khác đi. Ok. Fucking hoes and popping.
Popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratata. Ồ, chiến thắng rồi nè. Ha, là cái quẩy tham rồi các bạn cứ. Là cái tham một quẩy các bạn cứ quẩy thôi. Xong cái trận thứ hai, thứ ba, nhắm mắt sao nhảy. Xoay mặt ngược lại và mở miệng. One, don't pick up the phone, you know he's on the... Này khó à? Chơi lại. Chuẩn bị. Lady go. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. Điểm này các bạn thế nào chia sẻ tụi đi nha. Vậy thôi là xong rồi, không có gì đặc biệt hết. Thì tụi đi đã vừa có hết những cái challenge rồi. Đây.
đặc biệt là các bạn phải tự tải nhạc và chơi của mình, nhạc của mình. Nếu các bạn có thời gian mà hoặc là chưa chơi thử cái trò chơi này thì các bạn có thể chơi thử xem sao nha. Cái trò này thấy cũng khá là thú vị, rất là vui, với thời gian rất là tốt. Thì hy vọng là các bạn thích video này nha. Tạm biệt.